giang sơn dễ đổi bản tính khó dời đây là câu để tả con bạn chơi thân của em xin chào mọi người em xin được giấu tên ạ à. em có con bạn từng chơi thân nó vừa lùng vừa xấu lại vô duyên nghĩ mình ngầu mà còn rất hãm mọi người ơi em sẽ không nói tên nó là duyên đâu nha cái tên thì rõ hay mà sau cái nết nó lại chướng tai gai mắt vậy không biết em nói thật để kể về con này thì đến tết cũng chưa xong nên em chỉ kể những chuyện điển hình mà em không hề ưa về nó thôi nó với em học chung một lớp nên thành ra nó với em cũng hợp cả nên chơi thân chứ không phải là bạn thân hơn thế nữa bố mẹ em cùng bố mẹ nó có quen nhau nhà nó không giàu sang hay giàu nứt đố đổ vách gì cả mà nhà chỉ đủ ăn đủ mặt thôi nhưng mà nó cực kỳ đua đòi luôn nha quần áo đồ đạt thì phải mua đồ hiệu, không thì là loại đắt tiền, học hành thì không ra đâu với đâu, bài vở thì bỏ bê em nhiều khi thấy thương bố mẹ nó ghê nên là đôn thúc nó học hành điển hình như lúc mà nó nói ra câu mà em nghe không thấm nổi luôn ấy đây là nguyên văn mà nó thở ra nè tao đã có tư tưởng rồi, lúc đấy tao mà trượt cấp 3 thì mẹ tao sẽ chạy tiền cho tao vào một trường chuyên nào đó tao không phải lo gì cả mẹ tao lo hết cho tao rồi, nghe có ứa tiếc không, em cạn lời luôn mà nhưng mà đó chưa phải là tất cả đâu, thậm chí nó còn sân si những người vô tội, giống như kiểu đi một bước đánh giá 20 người á, hễ mà nó mà nó gặp ai không ưa nhịn cái là nó soi cả lò nhà người ta luôn á. Nhiều lúc em cảm thấy tội cho những người bị nó soi ấy, Lớp em có một bạn nữ mới chuyển đến tên Xuân Bạn đó nhìn chung hiền hậu với dễ thương Học lực cũng khá Em không thấy có gì đáng ghét từ Xuân cả Thế mà Duyên không biết tại sao lại không ưa Xuân Hay do bản tính của nó vốn vậy Nó thậm chí còn soi mối trang cá nhân Và mạng xã hội của Xuân Rồi nó xấu trước mặt Xuân luôn Sao tao thấy ảnh trên mạng và ngoài đời khác nhau vậy ta Là chỉnh ảnh quá đà Em đi chung với nó mà em ngại dùm luôn Tiếng xấu của Duyên trong trường bay xa đến trường khác luôn mà. Em đã nhắc nhở nó nhiều lần rằng lần sau đừng nói như vậy, bạn bè với nhau có nói thì cũng đừng có nói trước mặt người khác như vậy chứ. Mày làm vậy tao cũng khó mà chơi với tụi nó, ai cũng bảo mày phong bạc ra vẻ kìa. Thế nhưng nó lại cho rằng là người khác đang ghen tị với nó. Chưa hết đâu, con Duyên nó còn một cái tính nữa là tính Tuesday, chuyện là lúc trước là nó yêu một bạn con trai, bạn này tên Khánh, trên em một lớp, khá đẹp trai mà còn cao, nhưng lúc đấy Duyên yêu đương nói chuyện rất thái độ cũng rất tồi, đỉnh điểm là một lần nó cho Khánh leo cây rồi đi chơi với một bạn khác, Khánh bị mọi người nói ra nói vào là bị cấm sừng và hai người đã chia tay nhau ngay sau đó. Nhưng mà mới đây, nó nghe tin nhà Khánh mới xây nhà, thậm chí nhan sắc còn thăng hạng so với ngày xưa khi quen nó và Khánh đã có cô người yêu mới rất xinh đẹp. Khi biết chuyện đó, Duyên tuyên bố với em, bây giờ khác lúc trước. Tao nhất định phải giật những gì từng là của tao về tay tao, Ôi em nghe xong cạn mẹ ngôn luôn ấy Nói là làm Nó lập tức liên hệ lại tán tỉnh Khánh Dù em có ngăn lại Mày với nó chia tay từ đời nào rồi còn đâu Nó có người yêu mới rồi đừng có chen vô Con người yêu nó không phải là dạng vừa đâu Nghe nói nó quen đàn anh chị xã hội đấy Nó không nghe lời mà cố chấp tán tỉnh lại Khánh bằng được Và mọi người biết gì không Cô người yêu Khánh biết được Và kéo người đến cổng trường dạy cho con Duyên một bài học chuyện này đồn ầm lên khắp trường, mọi người đồn nó là tiểu tam đi giật bồ người khác, bị chính thức đến tận trường vạch mặt. em đến muối mặt vì nó không dám nhận là bạn, nhưng mà vì sợ quen biết lâu lâu nay, em vẫn ráng ra khuyên nhủ nó dạy nó cách làm người, mà nó lại chửi em là em phản bội bạn, ăn cây táo rào cây sung. Em đang tự hỏi em chơi với nó bao lâu này Em được lợi lộc gì không Mà bảo em ăn cây táo rào cây sung Bây giờ nếu em mà nghỉ chơi Thì có trạng nước bạn bè trong lớp không mọi người Với cả mẹ em với mẹ nó quen nhau lâu lắm ấy Mà chơi thì em không thể chơi nổi cái tính nết của nó Em phải làm sao đây mọi người Mọi người giúp em với Mẹ tôi là người phụ nữ có nhan sắc và lấy chồng sớm từ năm 19 tuổi cả làng đồn mẹ tôi tham giàu nên chạy theo đại gia cơ mà hồi đấy bố tôi đâu có xu nào trong túi người giàu có ở đây là ông bà nội tôi cách đây mấy chục năm ông bà đã giỏi kinh doanh buôn bán bà nội lại khéo vung vén khéo nên tài sản cứ thế tăng lên ông mua được hai căn nhà mặt phố và cả gia đình tôi chuyển lên hà nội mẹ tôi đồng cam cộng khổ với nhà chồng từ khi nghèo khó nên đến lúc đủ đầy thì bà được đền đáp rất nhiều thứ bố tôi mua cho mẹ xe đẹp trang sức vàng ngọc túi sách thậm chí tôi nhớ lúc bé còn được mẹ mở tủ lấy mấy cây vàng cho ngồi chơi một mình được mẹ đưa đón đi học bằng xe ô tô trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người khác nhưng mà cuộc đời khổ nổi được cái nọ thì mất cái kia kinh tế dư giả đồng nghĩa với việc bố tôi không thể dành nhiều thời gian cho gia đình ông thường phải đi ăn nhậu tiếp khách bên ngoài có khi cả tuần liên tục không được gặp bố mỗi lần bố đi như vậy mẹ ở nhà cứ cằn nhằn suốt thôi bà trách bố vô tâm ngày nào mẹ cũng gọi hỏi xem bố ở đâu nhiều lần bà lái xe xuyên đêm đến tận chỗ chồng để kiểm tra xem có cặp kè bồ nhí hay không vì mẹ liên tục nghi ngờ bố mẹ bắt đầu mâu thuẫn căng thẳng bố tôi kêu ghét về nhà vì ngột ngạt còn mẹ thì khóc lóc đập phá đồ đạc vì giận chồng từ một người phụ nữ đảm đang chăm sóc cả gia đình mẹ tôi dần trầm cảm và bỏ bê con cái bố cứ đi biền biệt thế nên là mẹ tôi bắt đầu có mối quan hệ ngoài luồng chị hằng chị gái của tôi là người phát hiện ra có người lén đợi mẹ nơi cuối phố những lúc ấy mẹ sẽ mặc đồ thật đẹp xịt nước hoa thơm ngát che chắn kín mít đi tới khuya mới về. Đến một ngày mùa đông năm tôi học lớp 10, đùng cái mẹ bỏ đi, chỉ để lại đúng một bức thư, nội dung là trả hai con cho người chồng tệ bạc. Gia đình đi đến cảnh này cũng nhờ anh tham tiền hơn tình, đơn tôi ký sẵn rồi, đồng ý hay không tùy anh. Có tất cả nhưng thiếu hạnh phúc, đối với tôi, đó là sự đau khổ tột cùng. Từ ngày dứt áo ra đi, mẹ không về thăm chị em tôi lấy một lần. Nhớ đợt mẹ mới đi, ngày nào tôi cũng khóc. Nội xót các cháu lắm, an ủi, mẹ con đang hạnh phúc ở một nơi khác rồi, hết duyên thì giải thoát cho nhau, không ai đúng cũng chẳng ai sai cả, có nội ở đây rồi, yên tâm. Thời gian trôi đi, tôi cũng dần thích nghi với cuộc sống vắng mẹ, thi thoảng tôi tự hỏi, liệu mẹ có nhớ đến hai đứa con gái bà đã từng mang nặng để đâu không? Vì sao mẹ không hề liên lạc với chúng tôi? Vì sao mẹ lại yêu người khác? Vô số câu hỏi mà tôi chẳng biết câu trả lời. Trái ngược với việc tôi và bố thoải mái chấp nhận chuyện gia đình tan vỡ, thì Hằng lại không như vậy. Có lẽ mẹ đi trong giai đoạn chị đang phát triển nhận thức nên cảm xúc nặng nề hơn tôi. Hằng căm ghét mẹ ra mặt và cấu loạn lên khi có ai đó nhắc tới bà. Tôi giữ lại vài tấm ảnh và mấy món quà sinh nhật mẹ tặng. Hằng vô tình nhìn thấy, bèn lao vào xé hết và ném vào thùng rác cấm tôi nhặt lại. Hằng không thích ngồi ăn cơm với cả nhà vì trong phòng bếp còn treo tấm ảnh chụp đại gia đình có mặt mẹ tôi từ cách đây 10 năm. Có lần hàng uống rượu say với bạn, về nhà chị khóc thoáng lên, hỏi bố tại sao mẹ lại không thương con nữa. Chắc chị tôi đã tổn thương sâu sắc sau khi mẹ bỏ đi. May mắn là chị tôi gặp được anh Hiếu, đồng nghiệp của chị và cũng là chàng trai tốt, giúp chị cân bằng lại tâm lý. Yêu nhau một năm thì họ kết hôn. Sau đám cưới không bao lâu thì chị tôi hạ sinh một cậu con trai vô cùng khấu khỉnh. Tôi thích chơi với cháu lắm nên gần như ngày nào cũng sang nhà anh chị chơi. Thấy chị mình yên bình hạnh phúc, tôi rất vui nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gan. Ngày mưa hôm ấy nửa đêm, chị tôi đạp cửa ùn ùn, dọn một đống đồ về. Chị tuyên bố sẽ ly hôn với lý do, hiếu cấm dừng con rồi bố ạ. À. Anh ta có tình nhân bên ngoài, đã gian díu với nhau từ trước khi con sinh cháu. Biết được tình hình, bố và tôi sốc lắm, ra sức đã thông tư tưởng cho chị và hỏi ngọn ngành. Nhưng chị tôi thì ương rồi, nóng nảy như chị thì dễ gì bỏ qua. Chị làm ầm ĩ từ cơ quan hiếu đến quê nhà của tiểu tam luôn, kiện cáo linh đình. Kết thúc vẫn là chị dứt áo ra đi, để lại tờ đơn ly hôn, yêu cầu chia đôi tài sản với chồng, nhưng mà điều gây sốc nhất chính là chị trả con cho nhà nội, nhất quyết không nhận nuôi cháu trai tôi, dù nó vẫn chưa cai sữa mẹ. Tôi nhắn khuyên chị đừng lặp lại chuyện cũ, đừng đối xử với con cái như thể món đồ, cháu còn rất nhỏ, nó không phải búp bê để anh chị quăng qua quật lại. Sao mọi người biết chị tôi nói gì không? Chị thản nhiên nói rằng, nhìn mặt nó y hệt bố nó, khiến tao phát điên lên được cứ mỗi lần nhìn thấy mặt con tao lại nhớ đến sự phản bội của hiếu tao để nó cho bố nó chăm tao vẫn chu cấp đàng hoàng rất nhiều người khuyên can nhưng hàng đờ bỏ ngoài tai giờ chỉ có tôi với bố thi thoảng đón cháu về chơi còn chị tôi thuê nhà ở một mình chỗ khác cũng ít khi liên lạc với gia đình chị vẫn gửi tiền về cho ông bà nội thằng bé nuôi chỉ có điều chị không gặp bé mặc cho thằng bé khóc đòi mẹ suốt ngày tôi có kết bạn phở bò với chị cố tình đăng ảnh cháu lên cho chị thấy nhưng chị cũng chặn tôi luôn hôm nay chị gửi cho tôi một bức ảnh trong đó là hình chụp thiệp cưới của chị không ngờ mới ly hôn chưa được năm mà chị tôi đã quyết định tái giá tôi cạn lời chẳng biết phải nói sao có lẽ gia đình tôi sẽ không ai góp mặt trong đám cưới lần hai của chị nhìn đứa cháu bé bỗng ngủ trên tay bố mà tôi ứa nước mắt vì thương chị tôi ghét mẹ vì lạnh lùng bỏ đi vậy mà giờ đây chị đối xử với con mình y như vậy chẳng phải chính chị đã tự trở thành mẹ tôi thứ hai rồi hay sao một tối đẹp trời đang nằm trên lướt Facebook thì lướt trúng một bài phốt mình. Ngỡ ngàng ngơ ngác khi người phốt mình lại chính là con bạn thân chơi chung với nhau gần 6 năm. Chẳng hiểu bạn nghĩ gì mà phốt mình, nhưng mình cũng lên đây đính chính cho mọi người đỡ hiểu lầm nha. Xin chào mọi người, mình tên là Ngân, vừa bị bạn Duyên giấu tên đăng bài phốt vì lỡ yêu lại người yêu cũ của bạn ấy. Chuyện là mình và Duyên là bạn thân hồi cấp 3, lên đại học thì ở chung trọ. Duyên có một anh người yêu cũ tên Tuấn, mà bây giờ Tuấn là người yêu của mình, nói nào ngay duyên hay flash với mình là có nhiều anh theo đuổi, trong đó kiên trì nhất là anh Tuấn làm chung công ty. qua hai tháng cưa cẩm thế là nó đổ. thấy ổng hiền lành ga lăng nên mùng cũng yên tâm giao con bạn thân cho ổng. lúc đó mình chả có ý đồ gì với người yêu cũ của nó cả nha. thỉnh thoảng thấy ổng hiền quá thì trêu tí thôi. đôi lúc thấy ổng bị con duyên bắt nạt và mình chỉ biết lắc đầu, cũng không hiểu sao ông Tuấn có thể chịu đựng được một con người yêu chướng khí như nó nữa. Ai đời 11 giờ 12 giờ đêm, dậy nãy bắt người yêu đi mua phở, mua trà sữa cho, bắt người yêu xin nghỉ phép để đưa nó đi du lịch, stress công việc thì mắng người yêu xối xả, cuối tuần còn bắt ổng sang nấu ăn rồi dọn dẹp cho. Nhỡ đâu ông Tuấn mà có bật lại thì nó bắt đầu nước mắt ngắn dài, hỏi anh hết yêu em rồi à? Thôi thôi nói chung mình là con gái mà còn không thông cảm nổi, hỏi đến thì nó bảo là nó xin nên được quyền như vậy. Rồi chuyện gì tới cũng tới, đợt đó nó với ông Tuấn hẹn đi xem phim, nhưng mà ông Tuấn có việc đột xuất không tới được. Thế là nó dỗi gọi mắng ông một trận, mình nghe hai người cãi nhau qua điện thoại. Nhưng mà tối đến vẫn thấy ông Tuấn xách đồ ăn qua dỗ Mà con bạn chứng khí của mình đã không nhận đồ ăn thì thôi Còn hất cả bịch phở với người ông Tuấn Ông vừa bị bỏng vừa dọn đống vỡ dưới sàn mà nó chẳng thèm xin lỗi tiếng nào Lần đầu tiên mình thấy ông Tuấn giận dữ rồi quát nó Nhưng với cái tính của con bạn mình thì càng quát nó càng vướng Rồi đuổi cổ ông về luôn Hai người cứ thế dỗi nhau Mình thấy vậy cũng khuyên con Duyên đi xin lỗi Vì rõ ràng là nó sai Ai ngờ nó chả thèm nghe, còn tự tin bảo với mình là kiểu gì ông Tuấn chẳng sang xin lỗi năn nỉ nó. Mình cũng mặc kệ thôi, chuyện của nó để nó tự giải quyết. Vài hôm sau lại nghe nó khóc lóc ỉ ôi, bảo Tuấn đòi chia tay. Nó có níu kéo, nhưng ông không chịu. Đến đây thì mình cũng biết làm gì có ai chịu nổi cái nết của nó. Mình mắng cho một trận là do mày chướng tính quá, không ai chịu nổi đấy. Sau yêu đương thì rút kinh nghiệm vào, sau hôm đấy cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Phải đến hơn một tháng sau thì ông Tuấn mới tự nhiên thả tim rồi rep story của mình. Ban đầu cũng nói chuyện phím rồi hỏi thăm công việc nhau thôi. Dần dần ổng với mình nói chuyện tâm sự nhiều hơn. Chủ yếu là ổng bảo con Duyên khó chịu quá, ổng không theo nổi. Thì mình cũng biết cái nết con bạn mình như nào nên có an ủi ổng vài câu thôi. Sau ổng lại chủ động hẹn mình đi ăn, đi dạo. Từ chối mãi không được nên mình cũng nhận lời. Đi chơi được hai ba lần thì úng là ổng nice cực, ổng luôn đối xử ga lăng và chừng mực với mình Như này chả hiểu sao con bạn mình còn không vừa lòng nữa Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế tận 3 tháng sau Thì mình cũng rung rinh khi ổng nói thích mình Vân vân mãi mình mới nhận lời Mình cũng quyết định là nói thật mọi chuyện với con Duyên Hy vọng là nó không giận mình Ai ngờ nó chửi mình té tác Hỏi tại sao giờ bao giờ mà người không chọn Lại chọn người yêu cũ của nó mà yêu rồi nào là nó nói mình có ý đồ với người yêu cũ nó từ trước Nên vừa thấy chia tay là mình trơ trẻ nhảy vào húp Thật chả hiểu sao mình yêu ông Tuấn thôi mà bị nó sỉ vả như kiểu là mình giật bồ đấy Trong khi nó và ông Tuấn chia tay 5 tháng thì mình mới yêu ổng Rồi chả hiểu ở đâu ra cái luật không được yêu người yêu cũ của bạn thân luôn Nó và ổng chia tay có phải là lỗi tại mình đâu Trong lúc yêu ổng thì nó cũng hành ổng ra bả Chướng tính khó chịu nên ổng nản đó chứ tốt làm gì mà thật chả thằng nào chịu nổi một đứa sáng nắng chiều mưa, buổi trưa bão tố như nó đâu. Bất quá mình có sai là sai chuyện yêu lại ông Tuấn thôi. Chứ ngoài chuyện đó ra thì mình có giật bồ nó trong lúc nó đang yêu đâu mà phốt. Má chẳng hiểu kiểu gì luôn á. Trước đây hạnh phúc trong tổ ấm của mình, tôi thường nghĩ khi một người ngoại tình, chắc hẳn hôn nhân của họ có vấn đề, chứ không ai đang ấm êm lại tự phá hoại, chỉ vì thứ cảm xúc vớ vẩn gọi là say nắng, cho đến khi chính bản thân tôi vướng vào. Tôi và Hoàng cưới nhau được gần 10 năm, có với nhau hai con, một trai một gái rất khấu khỉnh. Vợ chồng tôi chưa từng to tiếng, thậm chí Hoàng còn rất cưng chiều tôi. Cứ nghĩ có một người chồng yêu chiều, tôi sẽ thấy đủ suốt cả quãng đời còn lại. Nhưng không, nói ra thật kỳ quặc. Nhưng chính vì anh yêu chiều quá, tôi lại cảm thấy nhàm chán. Và rồi tôi gặp Nam, người tình hiện tại của tôi. Anh hơn tôi 10 tuổi, là khách hàng VIP do tôi quản lý nam hài hước hướng ngoại và tràn đầy năng lượng ban đầu ở bên nam tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc vui vẻ nhưng tiếp xúc với nam lâu tôi nhận ra tôi chưa từng hết yêu chồng chỉ là ở nam cho tôi một cảm giác khác mà ở bên chồng tôi không có được tối hôm đó ngay khi kết thúc ngày nghỉ tết cuối cùng nam gọi điện cho tôi sau gần một tháng xa cách anh gấp gáp nói anh muốn gặp em rất lâu rồi không được ôm trọn trong vòng tay anh cũng nhớ nhung mà không kìm được cảm xúc nên đồng ý luôn Chúng tôi hẹn nhau tại địa điểm cũ. Sau khi dọn xong bữa tối, tôi nói dối Hoàng có việc gấp cần ra ngoài một chút. Hoàng không nói gì, chỉ bảo tôi đi nhanh rồi về. Đến nơi đã thấy Nam chờ dưới sảnh. Sau vài lời hỏi han, uống với nhau vài ly rượu, có chút men kích thích, chúng tôi đã nằm gọn trong vòng tay nhau. Tôi thật sự không muốn nhắc lại khoảnh khắc đó, bởi nó khiến tôi vừa thấy hạnh phúc, lại vừa thấy ăn năn dày vò. Đây là lần đầu tiên tôi và anh mặn nồng trong suốt thời gian quen nhau. Tôi chưa từng nghĩ cả hai sẽ đi xa đến vậy tôi tưởng là mình có thể ngoại tình một cách trong sáng nhưng cuối cùng ngoại tình vẫn chính là va chạm thể xác kết thúc màn ân ái vỏn vẹn hai tiếng chúng tôi vội vã rời khách sạn trời hôm đó rất đẹp nhưng chờ tôi phía trước lại là một cơn giông hoàng đứng đó ngay quầy lễ tân bình thản khẽ mỉm cười giới thiệu chào anh tôi là chồng của quý bà đang đi với anh đây nếu tôi không nhầm anh đã cùng vợ tôi trong căn phòng đó vui lòng trả tôi ít tiền sau đó anh có thể ra về tôi tái mặt Chân chỉ muốn khủy xuống Không hiểu nổi chồng tôi đang nói gì Còn Nam cũng ngơ ngác Vội rút ví ra đưa cho Hoàng 2 tờ 500 rồi bỏ đi Khoảnh khắc Hoàng cầm tiền của Nam Tôi thấy thật kỳ cục Về nhà Hoàng không trả lời Không tra hỏi, không đánh đập, không chửi bới Anh bình tĩnh nói Anh biết em say nắng đã lâu Và vẫn luôn giỏi theo từ đầu đến cuối Chỉ là em chưa từng vượt xa Nên anh vẫn còn sức chịu đựng cho đến ngày hôm nay Em đánh mất bản thân mình rồi em à Tôi sợ hãi chờ đợi cơn thịnh nộ của chồng, nhưng không, anh không làm gì cả. Đêm đó chúng tôi vẫn ngủ cùng giường. Giọng anh rất nhẹ, "Chắc em mệt rồi, ngủ đi. Ngày hôm sau Hoàng mua về nhà rất nhiều sữa tươi, phải đến 6 7 thùng. Anh nói, số sữa này được mua bằng tiền gã kia đưa cho anh, ít nhất thì em cũng làm một việc có ích." Ngày nào cũng như ngày nào, cả sáng và tối trước mặt tôi, Hoàng đều đưa sữa cho con uống và nói, "Các con uống đi, đây là sữa được mua bằng số tiền mẹ các con đã vất vả kiếm được đấy." uống đi để cao lớn khỏe mạnh và thành một người tử tế anh bắt con uống sữa nhiều đến nỗi bọn trẻ phát chán có một hôm con bé lớn xin không uống sữa hoàng giận lắm anh gằn giọng con có biết con nhà người ta còn không có sữa để uống không sữa này không phải được phát miễn phí đâu là mẹ con vất vả lắm mới kiếm được mẹ con đã đổi tất cả những thứ quan trọng nhất của mình là hạnh phúc là danh dự là thể xác để có tiền mua sữa cho con uống đấy uống đi con tôi khóc và tôi cũng khóc Giờ tôi mới hiểu Hoàng đang trả thù và giày vò tôi Bằng cách đánh vào tâm lý Quá sợ hãi tôi vang xin anh Lũ nhỏ không biết gì cả Đừng làm chúng phải khổ sở theo cách của riêng anh Đừng bắt con phải nghe những chuyện không chúng Mà chúng không hiểu được Em biết em có lỗi Nếu anh có thể bỏ qua em rất biết ơn Nếu anh không thể bỏ qua Cứ trừng phạt em bằng đòn trôi Em còn dễ chịu hơn hiện tại Vẫn nhẹ nhàng không biến sắc Hoàng nói Không em không sai gì cả đó cũng là một cách kiếm tiền Em không thấy nhiều người còn coi nó như một nghề Kiếm sống nhờ nó hả Mỗi câu nói của Hoàng Tuy nhẹ nhàng nhưng còn đâu hơn giao cắt Anh xem tôi không khác gì gái bao Ngủ với trai để lấy tiền nuôi con Nghĩ cho cùng tôi thấy chồng tôi mới thật là đáng sợ Mỗi việc anh làm Mỗi lời anh nói Đều là cách để anh trẻ trúng khinh miệt tôi đầy thương hại Và tôi từ chỗ có lỗi Nay lại chuyển sang nỗi út hức Căm hận chồng Đành rằng chồng tôi cứ chuỗi rủa đánh đập đằng này anh lại ghen tuông và trả thù bằng cách chẳng giống ai anh chẳng nói nặng nửa câu nhưng thực chất là giết người không giao khiến mỗi ngày trôi qua của tôi vô cùng ngột ngạt tôi không biết làm cách nào để anh thôi những trò giày vò tôi qua những đứa con theo cách đáng sợ đó ngày nào anh cũng tra trả bên tai chúng mẹ các con vất vả kiếm tiền mẹ các con đã đổi tất cả mọi thứ khiến đầu óc tôi bấn loạn chồng tôi bị làm sao vậy có phải anh thấy đã bị bệnh tâm lý rồi không chả biết có phải do cái thời tiết nóng nực ở quê không chứ bây giờ em chỉ muốn điên đầu lên với cả nhà chồng thôi các chị ạ à. được cả cơm bô bố mẹ chồng bên trọng bên khinh thêm quả chồng hiền lành đến nhu nhược em không biết sao mà mình lại khổ như thế này luôn ấy chào các anh chị em là thảo người thì đúng là tên như vậy đấy em trước giờ không phải là con người keo kiệt tính toán bất kỳ cái gì tính em rất rất là thoải mái luôn khách khứa đến chơi ai cũng khen sao mà nhà chồng mới may mắn có được con dâu vừa thảo tính lại giỏi kiếm tiền Người ta nói cũng chẳng quá Em làm designer freelance Ở quê thì mọi người thấy lạ lắm Nhưng mà nghe bảo em lương 20 triệu Ai mà chả trầm trộ Bố mẹ chồng em thì là công chức về hưu Nên cũng chỉ biết là em làm việc ở nhà Nhưng lương cao thôi Nhà chồng em chỉ có một chị gái và chồng là con trai duy nhất Và sau 3 năm về làm dâu Thì em triệt để chán cái nhà này rồi Người ta bảo nhất lé nhị lùng Chị chồng em được cả hai Vậy nên kêu kiệt có tiếng ở làng luôn Nhưng bù lại bà ý được cái dẻo mỏ Khéo nịnh nên chả phải vất vả gì Lấy được ông chồng nhà có điều kiện Hai vợ chồng mua căn chung cư ở Hà Nội Cũng chẳng phải chịu cảnh sống chung với mẹ chồng Trung bình cứ một tháng nhà anh chị sẽ về chơi một lần Chả phải cho bố mẹ em út đồng nào mà gạo, thịt, cá Cứ vác đi cả xe như vậy đấy Có lần em bực quá em nhắc khéo Thì lại lôi cái giọng chị em trong nhà phải thương yêu nhau Tính toán gì vài đồng bạc đúng là vài đồng thì không ai tính nhưng cứ đều đặn cả nửa triệu tiền thịt vài yến gạo vác đi mỗi tháng thì có đứa đần cũng phải đòi tiền chưa kể nhà chị thì đẻ được thằng cu gọi là bon xem xem vài tuổi với con bé na nhà em từ lúc đẻ con bé thì em mới nhận ra ông bà chỉ thích cháu trai thôi chứ không phải là cháu nào cũng quý có gói bánh gói kẹo ở chung một nhà mà giấu cháu đến khi nào thằng bon nó về mới lôi ra cho và con na chỉ lãng ké trẻ con nó không suy nghĩ nhưng là người lớn mọi người coi như vậy có được không em đã vài lần nói thẳng trước mặt ông bà anh chị ông bà cứ bao biện bảo cháu ở xa phải cho nó nhiều tí nó không có ông bà bên cạnh nên thiệt thòi ông bà nói thế người ngoài nghe được lại tưởng là phụ giúp vợ chồng em nhiều lắm ạ à. rõ ràng là ông bà về hưu rất rảnh rỗi nhưng đi tập thể dục đi đánh cờ chứ nhất quyết không đưa đón cháu đi học giúp con cứ ỷ lại sáng chồng đưa đi chiều em đón về rồi hè này thằng bon nó được nghỉ học anh chị chồng bảo ở trên đấy không có ai chơi với nó thuê bảo mẫu thì sợ tốn kém nên đưa về chơi với ông bà em cũng không có ý kiến gì nhưng bắt đầu từ tuần trước thằng bé về em phát rồ lên mức cũng có con nhỏ nhưng cái na em dạy nó rất rất nhiều thứ và không có nghịch như cái thằng bon em đã dặn trong nhà bất cứ chỗ nào cháu đều chơi được nhưng cái phòng ngủ của mợ thì tuyệt đối không vì trong đó có máy tính, vài mấy bức tranh em vẽ. Nó cũng gật gật, vậy mà chiều hôm trước, lúc vợ chồng em và con về ngoài ăn cơm, đến tối về cái phòng không còn ra hồn luôn. Vì bình thường ở nhà cũng chẳng có ai động vào, nên em không cài mật khẩu máy tính làm gì. Và giờ đây, em thấy quyết định đó của mình là ngu ngốc. Cây máy tính chỏng chơi dưới sàn, màn hình thì nằm vật vã trên bàn. Còn bàn phím, có bao nhiêu phím, thằng bé tháo ra hết và vẫn đang lấy màu vẽ tô nhoe ra. Em điên lên quát nó, thì nó giật mình gào khóc mẹ chồng chạy từ dưới tầng lên liếc một cái rồi đánh thằng bé mấy cái lấy lệ cười bảo em là cháu nó còn nhỏ bắt em phải thông cảm em tức quá mới nói con thông cảm cho nó chứ ai thông cảm cho con mẹ có biết cái máy tính này của con bao nhiêu tiền không rồi bao nhiêu công việc miếng cơm của cả nhà này đều nằm trong đó hết bây giờ con lấy cái gì con gửi cho người ta đây không phải xin lỗi thay vào đó mẹ chồng quát ngược lại em cháu nó còn nhỏ mà cứ tính toán gì như nó vậy máy tính hỏng thì sửa chứ sao Hết bao nhiêu tiền bảo anh chị mà trả cho Mày cứ làm như công việc bị quan trọng lắm vậy Cả nhà này trông chờ cho mày chắc Em ngỡ ngàng Hóa ra là bao lâu nay Mọi khoản tiền đám dỗ ăn uống trong nhà Đều là em trả Nhưng mẹ cố tình không thấy Và còn khinh ra mặt như này Chồng vẫn ngồi dưới nhà trả thèm lên xem Deadline thì là 12 giờ đêm Em làm sao mà làm kịp để nộp lại đây Càng nghĩ càng tuổi thân Em nằm khóc cả một buổi tối Bây giờ em phải làm sao đây mọi người Em mệt mỏi lắm luôn ý chuyện là mình dù đẹp trai ngời ngời cao to mấy tám nhưng mình bóng mấy má ơi nhưng mà mình bóng chìm nha không có lộ dĩ trơn cho nên cũng có nhiều con bánh bèo làm tưởng rồi gieo tương tư đêm ngày với mình rồi bởi vậy cho nên mình lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ từ chối khéo vì mình thấy bánh bèo mình sợ trời ơi sợ chứ khiếp đi được có mấy ní thế là các em cũng biết ý cũng né ra chỉ riêng nhỏ quỳnh trời đó coi siêu nhay má mà mình từ chối nhỏ nhỏ bảo nhỏ có thể kiên trì Ôi mình thờ ơ với nhỏ Nhỏ lại rú lên Ôi lạnh lùng quá em thích đó, ngày nào cũng sắp sáp lấy mình Trời đất ơi, mà mình gặp bánh bèo là mình dị ứng á mấy ní Mỗi lần nó sáp vào là mình rùng mình liên tục à ướ, Nổi da gà lên cục cụ cụ Rồi mình vội né ra chứ làm sao Nhỏ càng ăn mặc sexy Trời ơi thì mình càng buồn ói Chứ không có chút nào gọi là điện giật hết trơn á má nhỏ nó thấy như vậy cái nó nghi mình bóng má rồi chẳng hiểu sao nha nhỏ rình mò kiểu gì nó phát hiện ra mình đang đập tiểu thuyết đam mỹ thế là ăn không được thì nó phá cho hôi nó đi rêu rao khắp cái nơi trong công ty là mình bóng eo trần đời sợ nhất lòng giả bánh bèo yêu không được thì hủy hoại là sao vậy bởi không yêu bánh bèo là sự chọn sáng suốt nhất cuộc đời của mình luôn nó nói xấu mình thì mình cũng kệ cha nó đi mà khổ nổi, nó đi nói xấu mình với sếp Đó, chiều đến, sếp triệu tập mình vào phòng họp riêng Nét mặt sếp vô cùng nghiêm nghị bảo Tôi có nghe đồn về em rồi Em không thích phụ nữ, là thích đàn ông, đúng không? Trời ơi, mình lúc đó cũng hơi khó chịu nha má Ủa giới tính thì đâu liên quan mẹ đến kỹ năng làm việc đâu anh Nên mình từ chối trả lời sếp Sếp nghiêm trọng bảo nữa Tôi còn nghe nói á, em lén đọc tiểu thuyết không đứng đắn trong giờ làm Em nên làm việc nghiêm túc lên nha Đừng có làm những chuyện không hay ở công ty nữa trời trời nghe đây tức điên lên trời ơi máu nóng dồn lên não một suy nghĩ thoáng qua nếu sếp đã khinh miệt những người như mình đến vậy hay là cuối sếp để trả thù? <laughs> mình liên dồn sếp vào góc tường. Lúc đầu nha, sếp tưởng mình nó định hành hung sếp á, nên là khá rén mấy má. <laughs> em nếu có hung thì có chứ không mới dám hành má ơi. Mình lấy tay từ từ nâng cầm sếp lên rồi chẳng nói gì. Mình bỏ đi. <laughs> sếp mình đường cái tò mò lắm má. Mình không làm gì cho nên nó mới khó chịu. Về phòng nhắn tin hỏi han các thứ. Mình được nước trêu tới nếu sếp đã biết mọi chuyện em sẽ không giấu sếp thêm nữa em đã yêu sếp từ lâu rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ đó <laughs> lúc này nhận tin nhắn lâu rồi nghiêm nghị nói mình là tha cho anh ấy anh ấy già rồi cần bình ổn mình dĩ nhiên đâu tha đâu quý vị càng có tuổi thì càng phong trần quyến rũ mà anh <laughs> sếp mình im lặng mới chế mình lúc này á, như kiểu tỉnh có cân tức giận bỗng thấy sợ hãi dâng lên nha rồi trong đầu ngỗ ngang suy nghĩ kiểu á đù mình làm gì sếp vậy trời muốn bị đuổi việc hay làm sao vậy đến sáng hôm sau mình đến công ty trong tâm trạng thấp thỏm lắm luôn cứ thấy sếp đau, mình né ra đó cho đến khi sếp gọi trực tiếp mình lần nữa vô phòng họp riêng với sếp mình không có cách nào né được nữa rồi sai bạn em thích tôi mà giờ lại né tránh tôi là làm sao mình cười hề hề gãi gãi đầu chứ dạ em đùa đó là lý do duy nhất mà mình có thể nghĩ ra được trong lúc này luôn ai ngờ đâu nghe xong xếp vô cùng tức giận thét lên tôi là trò đùa của em hay sao sao em tàn ác vậy tôi tuy già rồi nhưng mà vẫn có nhu cầu yêu đương mà trời đất ơi trời đất ơi nói mình đứng hình nha mấy chế Mấy ngày sau đó nha, sếp lúc nào cũng hỏi mình á, là em thích đàn ông thiệt hả? À? Em có ý với tôi thiệt à? Rồi khuyên nhủ mình nên thay đổi suy nghĩ đi các thứ các thứ. Lạ lùng lắm kìa. Cho đến hôm nha, sếp ký giấy công tác cho mình buổi chiều đi gặp khách với sếp. Cơ mà không có khách nào hết trơn á mấy ní. Chỉ có là sếp muốn hẹn hò riêng với mình đó Trời ơi, buổi hẹn hò phải nói siêu lãng mạn với rượu vang và ánh nến. Thú thiệt nha, lúc đầu mình có hơi ngại vì đây là hả? Chôm giờ công ty để mà làm chuyện riêng rồi. Mà anh sếp đưa tay lên môi mình ra hiệu mình hãy im lặng thì thầm bảo chứ. Anh lo được. Rồi còn anh cho phép. Phải trưởng, tổng tài vậy sếp ơi, mê 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 nhá trời ơi. Rồi sau đó chứ liên tục trong giờ làm việc, sếp cứ viết thư tình chèn vào file hợp đồng của mình. Có hôm mới gửi mail cho mình với nội dung chứ. Anh cho phép em được thích anh. Rồi sếp đặt cơm mời các công ty ăn trưa Nhưng chỉ duy nhất phần cơm của mình là đặc biệt hơn hẳn luôn Rồi nhiều topping xịn sọ hơn đó, Khiến công ty nháo nhào Mọi người, giờ có nên yêu sếp thiệt không? Chứ không mấy theo đuổi lố quá ta Làm với công ty xôn sao Ngại thiệt có! Hôm nay á, đi chụp ảnh cưới, tự nhiên thấy tiếc núi đời trai ghê luôn. Chưa kịp chơi bời gì, đã bị chốt đơn. Trời ơi, nghĩ mà sầu luôn á. Đây, ngồi xuống đây để tôi kể mấy ông nghe tôi đã bị gài bẫy như thế nào nha. Tôi tên là Nghĩa, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường đi làm thôi. Tháng 7 này á, tôi lấy vợ, mà vợ tôi á, là cô bạn Thanh Mai Trúc Mã, chơi với nhau từ thời tấm bé cơ. Cô tên là Trang, Tôi biết mấy ông đang nghĩ gì luôn á à, trời. Tên của tôi với cổ quá là hợp nhau chứ vậy. Ừ, trang bằng tuổi tôi, hồi bé trang vừa lùng vừa mõm mỉm cho nên anh hay bị đám con nít uh, chơi chung nó trêu đấy chúng nó trêu quá thì trang lại khóc mà khóc thì sao nè đã là tôi phải dỗ kéo về mẹ lại mắng cho to đầu chứ làm sao vì nhà tôi với nhà trang á, là chỗ thăm giao ba mẹ tôi cũng thương trang lắm luôn suốt những năm tháng mẫu giáo rồi cấp 1 tôi với trang á, đều học chung trường trang rất là thích bám lấy tôi nha đi theo xem tôi bắn bi đá bóng với đám bạn hoài à còn bảo với tôi chứ tại thích chơi với nghĩa cho nên mới đi theo á hồi ơi, trong khi tôi biết tổng là do trang bồng bềnh quá đâu có nhảy dây được cho nên tụi con gái không thèm cho chơi chung rồi đấu nở về trận vậy cho nên nó tan học tôi dắt trang đi mua bim bim để mà chữa lành lên cấp 2 á thì nhà trang lại chuyển ra phố ở thế là tụi tôi chia tay nhau từ hàng xóm sát vách giờ thành xa bảy tám cây số luôn tụi tôi ít gặp nhau hẳn luôn rồi đến cấp 3 á thì tôi được ra phố học cho nên lại có dịp gặp trang nữa ba năm xa cách nhìn trang á chẳng khác như hồi bé luôn vẫn mũm mỉm bồng bềnh với chiều cao khiêm tốn được cái nha mặt xinh tôi nhịn phát là nhận ra ngay à đấy tụi tôi học chung trường may mắn chung luôn cả lớp mọi người mà tụi tôi không có mấy thân thiết như đó nữa đâu lúc đó tôi cũng trổ mã đẹp trai cao to rồi cho nên không có thiếu mấy bạn nữ trong khối mê tôi đợt có bạn nữ kia chủ động ngồi cạnh tôi trong căn tin nha còn tỏ tình tôi nữa lúc đó trang cũng ngồi đâu có xa không biết có nghe gì hay không mà tối đó trang chủ động nhắn tin cho tôi hỏi hang này nọ mục đích chủ yếu là muốn biết tôi có thích bạn kia hay không đó nói tới nó luôn hồi á trang còn cảnh cáo kiểu á nếu tôi mà không học hành á mà lo yêu đương bậy bạ là trang về mắt bố mẹ tôi ngay trời ơi tự nhiên sao hôm đó tụi tôi thân thiết lại nha tôi lại đèo trang trên con xe đạp đi trà sữa đi ăn bánh tráng lần nào trang cũng ăn sạch túi của tôi mới chịu dễ trời có hôm á tôi phàn nàn hỏi trang ăn gì mà ăn dữ vậy, bội chưa đủ trọn hả gì trang thản nhiên trả lời chứ thích ăn trong sạch túi thì ông không có tiền đi bao gái đó giờ ngồi ngẫm lại mới thấy á trang cao tay nha mới từng ấy mà đã biết giữ của rồi thế là suốt mấy năm cấp 3 tụi tôi dính với nhau như sam luôn chỉ lo học hành chứ chẳng yêu đương gì đâu cuối cùng thì hai đứa đậu hai trường đại học khác nhau mặc dù ít gặp nhưng mà trang hay nhắn tin hỏi hang tôi chuyện học hành lắm kèm theo câu dạo này có để ai không đấy đó, có đợt tôi cũng tâm sự là đang để ý chị khóa trên, vừa xinh vừa giỏi Thế là mấy ngày không thấy trang inbox gì nữa hết Tôi cũng im lặng luôn chứ sao Rồi tự dưng á, cuối tuần thấy bố mẹ gọi điện lên cảnh cáo cho ông Trận Mày không lo học á, mà lo yêu đương bậy bạ là chết với bố nha Còn chưa ra trường á, bệnh là bố trẻ hả gì rồi, rồi, kinh nghiệm chơi chung lâu năm tôi biết, tôi biết luôn, chắc chắn là Trang gọi về mách bố mẹ tôi á Hỏi Trang thì Trang cũng thừa nhận, Trang còn thêm mắm và muối bảo tôi sắp làm con gái người ta có bầu, thế là bố chữ té tác vậy đó. Trời ơi tôi định dỗ cho mấy ngày á thì cuối tuần Trang mang đồ ăn sang xin lỗi, thế là hai đứa lại hòa thôi vừa tốt nghiệp ra trường thì trang vừa quản lý cửa hàng kinh doanh của bố còn tôi thì đi làm ở ngoài hôm đó rảnh tôi tôi hẹn nhau đi ăn trang tâm sự á, là đang yêu thầm một người trời ơi tôi nghe tay này xâm lọt qua tay kia thôi chứ chẳng để ý gì đâu cứ tập trung để mà ăn uống thôi thế éo nào trang bật dậy chửi tôi suốt ngày là chỉ biết ăn xong rồi á, dỗi bỏ về luôn mẹ ơi bị chửi chả hiểu gì luôn trời rồi nè, xong đến cuối tuần nha, Trang rủ tôi với mấy đứa bạn cũ qua nhà nhậu chơi vì bố mẹ Trang đi du lịch hết trơn rồi. Tối đó, cả đám say bét nhẹ, xong chia phòng ra ngủ. Nam ngủ với nam, nữ ngủ với nữ. Chia xong xui mẹ rồi tôi mới nhận ra tôi với Trang chung phòng bá trời. Mà thôi, chủ nhà xếp sao thì ngủ cũng vậy. Với lại say sắp cái mặt luôn rồi, ai rảnh ý kiến gì đâu. Rồi, 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 cái gì đến nó cũng đến nè. À. Trong cơn say chến choáng vậy, Trang lại ăn mặc quyến rũ quá. Thế là hai đứa lao vào đốt lò. Sáng dậy mặt tôi trắng bệt, trong khi Trang á, thì bắt tôi đền cho cổ. Ủa rồi lấy gì đền má Lúc này hả Trang bình tĩnh nhìn tôi kiểu Không có gì đền ấy, thì lấy thân xác ông ra mà đền đi Làm người yêu tôi đi Mẹ rồi luôn dính kèo luôn Lỡ rồi đành chịu thôi mọi người Yêu đương hơn tháng mấy cổ cũng dễ thương Chăm sóc tôi từng ly từng tí luôn mà mà thiệt nha, đang tận hưởng con quỷ tình yêu á Thì đụng cái, cô báo cô bầu Là kết quả của cái hôm xúc thang đó mọi người Trời ơi, tôi nghe xong hoảng vãi luôn Mà Trang thì bảo là gì xin cưới đi Không cưới, cũng mách bố vặt cổ tôi luôn đó rồi thế là cưới thôi may bố mẹ hai bên thân nhau chứ không là tôi mềm xương thiệt á trời bạn giờ yêu đương với trang thấy cũng ừ, vui vui tối đó tụi tôi nằm trò chuyện với nhau á thì trang bảo trang thích tôi từ bé rồi còn yêu tôi từ hồi cấp 3 tại tôi ngu quá mới không biết á chờ mà không biết bao giờ tôi mới nhận ra cho nên thôi chốt đơn luôn cho lẹ gạo nấu thành cơm là an tâm nhất đó nghe xong là tôi biết tôi bị gài bẫy đó mọi người đường cái bẫy này ngọt ngào quá đi cho nên tôi chịu mỗi tội dọn biết đặt tên con là gì để hợp phong thủy với tên ba mẹ của nó đi nè